Chồng hùng hổ xông vào bếp đóng cửa đòi tự tử. Tôi chết chân khi thấy cảnh hãi hùng này. Vợ chồng tôi mới lấy nhau 6 tháng trước, khi cả hai còn đang rất trẻ, đứa mới 25, đứa 23. Trẻ người non dạ, vẫn còn ham chơi, nên nhiều lúc chúng tôi chưa thực sự biết nghĩ cho gia đình, lúc nào cũng chỉ biết đến quyền lợi cái tôi của bản thân. Nhất là chồng tôi, anh ấy trẻ con và hiếu thắng vô cùng. Nhiều lúc rõ ràng bản thân sai lè lè ra, mà anh ấy vẫn cứ cố cãi cho bằng được, phải giành phần đúng về mình thì mới chịu. Hôm nào tôi dễ tính thì còn nhịn, chứ hôm nào bầu bí mệt mỏi, cộng thêm bực dọc nữa là tôi lên đồng luôn. Mấy ngày nữa là Tết Dương, theo lịch cả hai vợ chồng tôi đều được công ty cho nghỉ 4 ngày. Như mọi nhà thì chắc chắn vợ chồng sẽ phải dắt nhau về nhà nội ở trước, rồi sau đó dư giả thời gian thì tranh thủ tạt qua thăm nhà ngoại. Đấy là như mọi nhà bình thường sẽ thế, còn nhà tôi thì khác. Tôi không muốn về nhà nội một chút nào. Chuyện là vợ chồng tôi có bầu 2 tháng trước rồi mới cưới. Và mẹ chồng thì không hề ưa tôi một chút nào. Ngay cả khi tôi đã bầu bí cháu đích tôn của nhà bà vẫn cố sức cấm cản, thậm chí gọi điện nặng nhẹ hằng học với bố mẹ tôi. Chính vì vậy mà tôi căm lắm, luôn cố tránh tiếp xúc với bà ít nhất có thể. Vợ chồng chúng tôi sống trên Hà Nội, còn bố mẹ chồng ở dưới quê nên may hiếm khi va chạm, chỉ những dịp lễ Tết thế này mà thôi. Mấy hôm trước, mẹ chồng gọi điện hỏi chúng tôi hôm nào về, rồi về mấy ngày nhưng thái độ kiểu rất hằng học khó chịu. Bà còn nói bóng nói gió, chỉ cần chồng tôi về là được, còn tôi có hay không chẳng quan trọng. Thế là tối ấy tôi ức quá, đem chuyện kể lại với chồng, rồi nhất quyết bảo lần này anh cứ về, bảo tôi bận, khi nào Tết âm tôi sẽ về một thể sau. Ơ, em buồn cười nhỉ, mẹ nói là việc của mẹ, còn em vẫn phải về chứ. Nhưng anh có biết mẹ anh nói gì không? Mẹ anh bảo, nếu cô có bận việc gì trên Hà Nội thì cứ ở lại, không cần thiết phải lặn lội về cho mất công. Đấy, mẹ anh bảo thế, chẳng quá đập thẳng mặt em câu tiễn khách à, em cũng có tự trọng của em chứ. Với lại ngày lễ Tết, em cũng muốn về bên ngoại nữa, bố mẹ em chỉ có một mình. Thế là hai vợ chồng tôi lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, inh ỏi cả lên. Hơn nửa tiếng sau, tôi chịu nhượng bộ trước, bảo sẽ về nội 2 ngày, sau đó hoành qua về thăm nhà ngoại. Thế nhưng chồng tôi vẫn không chịu, anh ấy nằng nặc đòi vợ phải ở đủ cả 4 ngày bên nhà nội. Ơ, anh buồn cười nhỉ, em đã xuống nước như thế, anh còn muốn như thế nào nữa? Chẳng nhẽ mấy ngày này chỉ nhà nội cần con cháu, còn nhà ngoại thì không, thì vứt đi à, anh ích kỷ vừa thôi chứ. Nhưng em là dâu, em hiểu không, con gái gả đi rồi thì thôi chứ. Mấy câu trước chồng nói thì không sao, chứ câu này thì em nghe ngứa tai quá. Trận cãi vã tưởng dập rồi lại bùng lên dữ dội, chẳng nhớ đôi bên ầm ĩ như nào, nhưng chốt lại, chồng em gào tướng lên. Thôi, để tôi chết cho cô vừa lòng, cô độc thân rồi thì muốn về nhà nào cũng không ai cấm. Chồng tôi gắt lên, rồi sồng sọc xông vào phòng bếp, đóng rầm cửa lại. Lúc đầu tôi còn tưởng anh dọa, nhưng tầm 20 phút sau không thấy động tĩnh gì, bên trong im lặng như tờ thì hoảng quá. Thôi bỏ mẹ, trong bếp lắm dao như thế, có khi nào chồng tôi lấy cắt cổ tay rồi không? Tôi hoảng quá, vội chạy xuống bếp, gõ cửa rầm rầm nhưng không thấy tiếng trả lời. Thế là tôi lại phải chạy lấy cái chìa khóa sơ cua để mở. Cửa vừa bung ra, tôi đã vội khóc thét gọi chồng. Anh Trung ơi, anh đừng có mà làm bậy. Nhưng mọi người biết không, trước mặt tôi là khung cảnh. Chồng đang ngồi ôm rụt nồi cơm điện và cơm vào mồm ăn rất bình thản. Chồng thấy tôi, anh ấy gắt lên. Nhìn cái gì? Cô chưa thấy ai chết vì bội thực à? Thế anh sắp chết chưa để tôi cắm tiếp nồi cơm nữa? Đến lúc này thì cả hai vợ chồng đều phì cười. Chồng tôi cười đến mức sặc cả cơm trong cổ họng. Vợ phải ra rót nước cho uống rồi vỗ lưng mấy cái mới trôi. Chết cách này lâu phết mà tốn gạo nữa. Tôi bụm miệng cười. Thôi đi, em chỉ ác với anh là giỏi. Thì ai bảo anh lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ, chả chịu nghe ý kiến cảm xúc của em nữa. Có phải tự nhiên mà em không muốn về đâu? Với lại em đã xuống nước như thế rồi. Chồng tôi ngồi thần mặt suy nghĩ một lúc lâu. Mãi sau anh mới nắm tay vợ bảo. Ừ, đúng là anh hơi ích kỷ. Thôi thế mình về mỗi nhà 50-50 vậy. Tối đấy chồng tôi tự tử hụt. Dù không gây thiệt hại gì về tính mạng, nhưng vụ tự tử cũng để lại hậu quả rất lớn. Đấy là bữa tối tôi nấu rất nhiều món ngon và mời bạn bè sang ăn. Nhưng chồng thì chỉ ôm bát thòm thèm, vì buổi chiều anh đã ăn quá nhiều cơm nguội rồi. Trót trao thân cho kẻ đốn mạc, giờ đời tôi tăm tối hơn cả chị dậu. Bước đường cùng, tôi đến tận nhà tìm, thì mẹ anh ta ra tiếp và chửi xa xả. Cái gì?
định ăn vạ nhà này à? Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Dù thời này bao nhiêu chuyện nhan nhản về các gã sở khanh chuyên lừa tình, thì vẫn nhiều cô gái không rút ra bài học, rồi nhẹ dạ cả tin trao thân. Và tôi cũng chính là một trong số đó. Hồi đại học, vì gia đình không trợ cấp, nên tôi phải tự vay vốn sinh viên để đi học. Bố mẹ tôi ly dị, họ đều có gia đình mới cả. Thế nên trong suốt 4 năm, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh ở trường và chỗ làm thêm, ngoài ra chẳng có thời gian đâu mà yêu đương. Thêm nữa, tôi cũng tự ti vì hoàn cảnh nhà mình nữa, nên nhiều khi có mối tốt, tôi lại chẳng dám mở lòng. Tôi cứ sống độc thân cho đến khi ra trường, dù bản thân xinh xắn chẳng kém ai cả. Đến khi đi làm công việc cũng ổn thì tôi mới bắt đầu tính đến chuyện yêu đương. Qua công việc, tôi quen biết và yêu Tiến, làm bên môi giới bất động sản và là dân Hà Nội. Nếu chỉ xét bề ngoài, Tiến thực sự là mẫu đàn ông trong mộng của các chị em. Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, đã vậy còn có tài ăn nói nữa. Tiến giỏi nịnh đầm con gái lắm. Dù tôi có đang giận dỗi thế nào, chỉ cần nghe anh dỗ ngọt vài câu là y như rằng dịu ngay xuống. Tôi còn chết mê chết mệt Tiến, bởi nghe anh kể thì công việc của anh rất ổn. Có tháng chốt được cái hợp đồng mấy trăm triệu là cả vài tháng không phải làm lụng gì luôn. Và quả thực, tôi vừa yêu vừa ngưỡng mộ, gần như là sùng bái Tiến. Lúc yêu nhau được 3 tháng thì tôi dẫn Tiến đi ra mắt cô bạn thân hồi đại học của mình. Ngồi uống cà phê với nhau một lúc, tôi đã thấy sắc mặt bạn mình hơi lạ. Ra về tôi có hỏi thì bạn bảo luôn: nói Tiến không đáng tin là loại đàn ông chỉ giỏi nói mồm. Bình thường tôi rất tin khả năng nhìn người của cô bạn, nhưng riêng lần ấy vì yêu quá mê muội nên tôi gạt đi, thậm chí quay sang trách ngược bạn ghen tị với hạnh phúc của mình. Sau hôm đó tôi bị cô bạn giận và không liên lạc nữa. Khoảng một tháng sau thì tôi trao thân cho Tiến. Tối đó anh đến nhà chơi và cứ đòi. Thú thực tôi cũng hơi sợ, nhưng lúc ấy Tiến hứa hẹn lắm, bảo yêu nhau thì có gì phải ngại. Tôi đòi dùng bao thì anh gạt phăng đi: em sợ gì, có chữa thì cưới thôi. Em nghĩ anh là thằng dám làm không dám chịu à? Thế rồi sau đó tôi có chữa thật, nhưng Tiến lại không dám chịu. Thậm chí khi tôi nhắn tin gọi điện, anh ta còn chặn luôn cả số. Bước đường cùng, tôi đến tận nhà tìm thì mẹ anh ra tiếp. Bà chì chiết bảo: cái gì, định ăn vạ nhà này à? Thứ con gái dễ dãi như cô làm sao biết có đúng chỉ ngủ với thằng con tôi không, hay lại lang chạ với bao thằng khác? Đừng có lôi cái bụng bầu ra để làm hại đời thằng Tiến. Nó còn cả công việc tương lai nữa. Tiến sau đó cũng ló mặt, anh ta bảo mẹ vào nhà rồi đèo tôi ra một chỗ khuất để nói chuyện. Anh nói thật, em bỏ cái thai đi. Anh còn trẻ chưa muốn lập gia đình, mà công việc của anh cũng chẳng ổn định như anh hay kể đâu. Giờ đến nước này thì anh nói thẳng, anh lòe em thế thôi chứ anh móc đâu ra hợp đồng lắm tiền thế. Anh còn đang phải xin trợ cấp ông bà già đây này. Nếu em chịu bỏ thai, nhà anh sẽ đền em một khoản tiền, còn không thì em tự đẻ tự nuôi. Mấy hôm nay Tiến gọi điện dục tôi liên tục về chuyện phá thai. Hôm trước tôi cũng có đi khám, bác sĩ nói thai cũng lớn, nếu tôi bỏ thì khả năng cao sau này vô sinh. Tôi nghe xong mà suy sụp, ôm mặt khóc. Chỉ vì tin tưởng vào những lời đường mật mà tôi bị ăn cú lừa đắng, bị đẩy vào bước đường cùng. Tôi hận tên đốn mạc kia, nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn. Tôi hận vì mình không tin tưởng cô bạn, đã vậy còn nghĩ xấu cho rằng bạn ghen tị với hạnh phúc của mình. Bố tôi từ lâu không quan tâm đến con cái, nhưng nếu biết chuyện này, ông chắc chắn sẽ đánh chết tôi vì làm mất mặt gia đình. Mà nếu lén lút bỏ, sau này tôi có thể không bao giờ được làm mẹ nữa. Chỉ vì yêu đương sai lầm mà đời tôi giờ tăm tối như đời chị dậu. Lâm Khánh Chi khoe ảnh quý tử đầu lòng được tạo nên từ tinh trùng chính mình và trứng chị dâu. Hình ảnh Lâm Khánh Chi hạnh phúc chơi đùa bên con trai đầu lòng được chia sẻ trên trang cá nhân. Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi bất ngờ chia sẻ cảm xúc trước những sự kiện quan trọng. Ngoài bữa tiệc tổ chức kỷ niệm một năm ngày cưới, người đẹp chuyển giới tiết lộ cuối tháng 1, cô sẽ đón con trai về đoàn tụ. Cụ thể, Lâm Khánh Chi viết: sau một năm nhiều cung bậc cảm xúc, tất cả vợ chồng mình đã vượt qua. Hôm nay là ngày 11 tháng 1 năm 2019, đánh dấu một năm hai vợ chồng được ở bên nhau, cùng nhau tô sắc cho cuộc sống. Ngày 11 tháng 1 năm 2018, ngày mà cả hai về chung một nhà. Mấy hôm nay, chia sẻ nhẹ nhẹ với các bạn cả tuần, vợ chồng Chi không ngủ được luôn. Vợ chồng Chi đang dành hết sức lực và niềm khát khao để ngày 11 tháng 1 mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Thực sự, vợ chồng Chi hiện tại rất vui tươi và đang rất hồi hộp.
Vào cuối tháng 1 này, vợ chồng Chi lại có thêm niềm vui lớn là đón bé về. Em bé làm trọn vẹn giấc mơ đàn bà của Chi, tô màu hồng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thời gian này, cảm giác này chắc chắn in sâu trong ký ức của vợ chồng mình, anh nhé. Không biết nói gì hơn lúc này, vợ chồng Chi chỉ biết gửi lời cảm ơn đặc biệt chân thành nhất đến ba mẹ đã luôn luôn ủng hộ vợ chồng con trong tất cả ước mơ và ba mẹ nhà chồng đã yêu thương Khánh Chi. Và cảm ơn tất cả anh chị em, các bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, nhắn tin và gửi những lời chúc mừng hạnh phúc, góp thêm niềm vui cho vợ chồng Chi. À, mà các bạn nhớ dành thời gian đến chung vui với vợ chồng Chi nhé. Vợ chồng Chi cảm ơn tất cả tình cảm khán giả trong và ngoài nước đã yêu thương và gửi những lời chúc duyên dáng đáng yêu đến vợ chồng Khánh Chi. Cảm ơn tất cả anh chị báo chí truyền thông luôn luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho vợ chồng Chi. Thời gian đến chắc chắn là hạnh phúc không thể chối từ. Vợ chồng mình chăm chỉ tận hưởng chồng nhé. Đính kèm status dài là hình ảnh Lâm Khánh Chi vui vẻ hạnh phúc bên con trai đầu lòng. Dù khoe quý tử nhưng mỹ nhân chuyển giới vẫn khéo léo giấu mặt con trai bằng icon ngộ nghĩnh. Được biết, những bức ảnh bên con trai được giọng ca Sầu Thiên Thu chụp lại cách đây 2 tuần khi sang Thái Lan thăm bé. Nữ ca sĩ cho hay hiện tại mọi thủ tục pháp lý về việc nhờ người mang thai hộ và chuyển giao con đã hoàn tất. 2 tuần tới, vợ chồng Lâm Khánh Chi sẽ đưa con về Việt Nam sinh sống. Trong một bài phỏng vấn trước đó, Khánh Chi khẳng định sẽ không công khai hình ảnh mặt em bé. Lý giải điều này, công chúa cho biết cô muốn con có được cuộc sống bình yên và được phát triển bình thường như mọi đứa trẻ.